Xin chào tất cả các cô, chú, anh, chị và các bạn. Rất vui được gặp lại các cô, chú, anh, chị và các bạn trên kênh của Ba Michael Sài Gòn. Ngày hôm nay là ngày 20 tháng 2, 2022. Bây giờ là 8 rưỡi tối. Nhiệt độ bên ngoài là 29 độ C. Nếu mà đổi ra đồ ép chắc khoảng tầm 84 độ ép. Ba Michael đang góp mặt ở tại đây là con đường Ngô Nhân Tịnh nè. Rồi, con đường này là đường Hải Thượng Lãng Ông nè. Định hình lại chút xíu. Mới đi ghé chỗ tiệm giày Bitip trên đối diện qua cái chợ Bình Tây á, để mua mấy đôi dép cho tụi nhỏ. Bên đây là Á Đông Tủ Lầu nè bà con. Con đường này hồi xưa tên là đường Trần Thanh Cần. Rồi đường này đường Gò Công nè. Vô ào ào quá cho nên Ba Michael định hình lại một chút. Rồi qua đây, hồi xưa con đường này là tên con đường Khổng Tử nè. Rồi sau này nhập lại giữa đường Khổng Tử với đường Trần Thanh Cần á, thì nhập lại là con đường Hải Thượng Lãng Ông. Rồi bây giờ là 8 rưỡi tối rồi. Ba Michael sẽ chở bà con cô bác đi dạo. Bây giờ không biết đi dạo đâu đây nè. Bên phải là chợ Kim Biên nè. Đây là tượng Khổng Tử nè. Ở bên kia là trường Trần Bội Cơ bà con. Hồi xưa nó là trường Phước Đức. Về đêm nó có cái khu ẩm thực ngay đây. Khu phố ăn uống trường Trần Bội Cơ. Khu này là khu phố Lồng. Bây giờ khu này nó bán thiệp cưới bà con. Hết mùa rồi cho nên chuyển sang bán thiệp cưới. Bò bánh tiêu bánh bò bánh tiêu không cũng mua đông ghê ha. Ở đây có cái điểm kem ký nữa rồi con. Vào thập niên năm 80-90 á, 2000 luôn, người ta thường thích ăn cái kem ký kiểu này nè. Mua một miếng kem ký rồi xong cái nó rắc lên mấy cái miếng mứt á, rồi đậu phộng nữa, sắc ngàn trùng trùng. Thập niên 90 á, người dân người ta thích ăn kem ký lắm bà con. Rồi đây là công trường Phan Đình Phùng. Ở đây là tượng Phan Đình Phùng, hồi xưa đó là thánh tổ quân cụ. Thật lòng là tối nay không biết chạy đâu á. Ra đường Hùng Vương đi. Giờ cũng khuya quá rồi, giờ mà chạy ra tới trung tâm Sài Gòn chạy về nó mệt. Hôm nay đi cả ngày rồi. Rồi xin thưa bà con cô bác, con đường này là đường Châu Văn Liêm. Hồi xưa con đường Châu Văn Liêm này có tên là con đường Tổng Đốc Thương. Ở đây là ngã tư Trần Hưng Đạo với đường Châu Văn Liêm. Hồi đó con đường này thì ở ngã tư này nó gọi là con ngã tư Đồng Khánh với Tổng Đốc Phương. Bên đây là khách sạn Phụng Hoàng năm xưa nè. Trước khi là khách sạn Phụng Hoàng thì nó là một cái rạp hát. Rạp này tên là rạp Bình An, mà tên tiếng Anh của nó là rạp Casino. Rồi đằng xéo qua bên kia kìa, đó là rạp Đại Quang. Rạp Đại Quang là bên đó bà con thấy cái chỗ mà yến xào á. Bên đây giờ bán giày dép quá trời. Người dân chợ lớn chúng ta cũng mua giày dép ở đây nè. Rồi ở đây là có tiệm cơm gà Đông Nguyên nè, nổi tiếng lắm. Kế bên là Lẩu Dân Ích. Con đường Nguyễn Trãi này thì đi hoài. Ở đây là tiệm dầu hào Diệu Phát nè bà con.
Dầu hào Diệu Phát này là được nổi tiếng là bán cái dầu hào Hồng Kông ăn rất là ngon. Ly cơm khi gì đó. Nhưng mà nghe nói cái tiệm dầu hào này là bà con nhiều người á, người ta mua xong cái người ta cũng không có happy lắm. Và nghe nói là bây giờ là có một cái tiệm dầu hào luôn ở ngoài chợ Hòa Bình á, cũng bán cái loại dầu hào Hồng Kông này nè, ly kim chi nè, ký á. Cho nên là người ta chạy ra ngoài đó ta mua. Rồi ở đây là hồi xưa đó rạp Cine nè, rạp này là rạp Victory, sau này đổi tên là rạp Toàn Thắng, có người nói là Thắng Lợi, nói chung là Toàn Thắng, Thắng Lợi, muốn nói thì sao nói. Còn đây là hotel Tường Thành nè bà con, nơi đây hồi xưa quân đội Úc đóng quân ở đây nè, khách sạn Trường Thành. Cái tòa nhà vẫn y nguyên, phòng ốc vẫn y nguyên, nhưng mà xin thưa bà con ông bác, bây giờ là nó không thấy, nói chung là cái gì cũng y nguyên từ cánh cửa luôn á, giữ nguyên thủy luôn á, nhưng mà giờ thấy nó tối tăm quá, đóng cửa hết trơn. Hồi xưa nó là một cái nơi được quân đội Úc đóng quân đó. Rồi tiệm chè Hà Ký nè đã là nổi tiếng nha. Rồi kế bên bây giờ bán thêm cái trà Đài Loan nữa nè, quán chè Hà Ký. Ủa mày làm gì mà bán bánh chay vậy ta? Bán bánh ít chừng nữa. Rồi con đường này là con đường Thuận Kiều. Hồi xưa cái tòa nhà Thuận Kiều này bà con, nó là một cái nhà ga xe lửa đó bà con. Bà con đang đi trên con đường Thuận Kiều. Bên tay phải ba mẹ gọi đây là bệnh viện Chợ Rẫy. Con đường này đường Tân Thành nè, để đi vô cái chợ mà bán phụ tùng xe gắn máy, gọi là bán phụ tùng xe đó. Bên đây có một cái tiệm gì ta, tiệm mì Huê Ký bà con, bây giờ bán lại nè. Tiệm này nổi cái tiếng lắm nha, ba mẹ gọi cũng ăn rồi. Huê Ký mì da. Tiệm này cái góc đầu tiên của nó là bà con có bác biết nằm đâu không? Nó nằm ngay chỗ cái nhà hàng Tân Lạc Viên á bà con, trước năm 75 á. Rồi sau khi mà dẹp ở đó mới giờ về đây thì bắt đầu mới xây lên cái nhà hàng Tân Lạc Viên. Quẹo đây đi. Con đường này là đường Nguyễn Chí Thanh nè. Hôm nay mình đi dạo vòng vòng đường Nguyễn Chí Thanh đi. Rồi bên tay phải là bệnh viện Chợ Rẫy. Về đêm vắng quá ha. Chứ hồi đó bệnh viện Chợ Rẫy này về đêm đông lắm. Từ khi có dịch đó, cái người dân người ta cũng hạn chế đi khám bệnh. Đây là cổng chính của bệnh viện Chợ Rẫy nè. Bên đây là bệnh viện răng hàm mặt trung ương. Khoa điều dưỡng kỹ thuật y học. Đây là bệnh viện Đại học Y Dược. Ba mẹ cậu đang đi trên con đường này là đường Nguyễn Chí Thanh nha bà con. Nó thơm mùi lưới mập. Tân Lập Thành. Con đường này là con đường Ngô Quyền nè bà con. Hồi xưa bên tay trái là đường Diệu Đà, mà bên tay phải là mới là đường Ngô Quyền.
Con đường Nguyễn Chí Thanh này hồi xưa nó còn tên là Trần Hoàng Quân ha. Rồi thời mà thời ông Diệm ấy, con đường này mang tên là Đại lộ Nhân Vị. Ở đây có một cái trường phổ thông năng khiếu đó bà con. Cái trường phổ thông năng khiếu này giỏi lắm nha bà con. Cái trường này rất là giỏi. Nhưng mà có một điều là sắp vừa mới đây nè, thì chúng ta có một cái vụ lình xình gì đó về mà quấy rối. Ở đây ba mươi cầu thấy người ta dán xe đậu xe nhiều lắm. Cái gì vậy, cái gì vậy? Ánh Hồng bún riêu Minh Anh này ba mươi cầu thấy cũng nổi tiếng lắm nè, cũng nhiều người ăn lắm. Rồi xin thưa bà con cô bác, ở đây là ngã sáu Chợ Lớn. Ở đó đây có cái tượng đài An Dương Vương nè, giờ buổi tối quá chắc bà con quá không thấy. Bây giờ nó lên rêu xanh ẩm mốc rồi. Chứ hồi đó lúc mà mới xây dựng trước năm 75 bà con, toàn bộ là nó màu trắng rất là đẹp. Bây giờ người ta chưa có cải tạo lại. Đây là ngã sáu Chợ Lớn, nó có mấy cái con đường. Một con đường Nguyễn Tri Phương nè. Rồi một con đường Ngô Gia Tự. Ngô Gia Tự này hồi xưa tên là Minh Mạng nè. Rồi Minh Mạng rồi cái gì nữa ta. Rồi Trần Hoàng Quân, Nguyễn Tri Phương. Nguyễn Tri Phương này hồi đó là La Cai. Không, Cali hồi xưa nó nằm ở Thế Giới Di Động á, nó mới giờ chỗ này. Hồi đó với cái tiệm mắt kính 419 nè bà con, tôi bắt tua lại một tí, hồi xưa đó là tiệm cơm Việt Nam á. Ở ngay cái góc ngã sáu Chợ Lớn này có hai cái tiệm cơm, một tiệm cơm của người Hoa, một tiệm cơm của người Việt Nam. Còn đây là trường mù Nguyễn Đình Chiểu nè bà con, chắc tối quá bà con bắt không thấy. Đây là trường mù nè, mới xây dựng lại nè. Trường mù này là hồi xưa là trước năm 75 là trực thuộc quân đội nha bà con. Đây có tiệm chè mâm. Chè mâm Khánh Vi. Gần trường ở đây là trường dự bị đại học nè. Trường này là một cái phân khoa của đại học luật đó bà con. Luật khoa đại học đường á, là ở đây. Rồi cái trường mù này á, hồi xưa hình như là cái năm 75 á, cái người mà hiệu trưởng á, cái người mà giám đốc á, là như là ba mươi còn nhớ ông làm là ông đó là đeo cấp hàm là trung tá. Rồi đây là Nguyễn Duy Dương. Rồi con đường này là con đường ghé điếm nè bà con cô bác, mà ba mươi còn chạy tàn vậy nè là lát nữa hồi là có người chạy qua hỏi đi không. Bà con cô bác thấy mấy chiếc xe đó mặc đồ cũng ngon lành lắm, bây giờ hết mặc đồ hở rồi nha bà con. Cứ đi dạo dạo rồi đó bà con, mặc đồ áo đồng váy ngắn lên tới đùi rồi đi dây. Rồi đây là con đường này, đường Sư Vạn Hạnh. Đây chè mâm Khánh Vi nè bà con. Đó bà con, bác thấy đông ghê không, khủng khiếp lắm. Cái chè này ba mươi còn ăn từ lúc ba mươi còn nhỏ xíu à. Mà bây giờ cái mâm của nó là nó mâm, mâm hình chữ nhật nha bà con. Nhưng mà xin thưa bà con cô bác, hồi xưa lúc mà ba mẹ cậu ăn á, là nó mâm của nó là mâm mâm tròn mà giống như dọn bằng cơm như đó. Ui trà này vắng quá. Mình dầm ra này. Trà này chợ phường 2, phường mấy qua này. Ba cậu nhớ như chợ đó chợ phường 2 á. Xe ăn chè mà đậu hoàng dài nè bà con có thấy không? Chứ đó là ăn mà đếm chén mà tính tiền. Quá trời luôn, bây giờ ra đây luôn nè.
bò kho gánh. Bò kho gánh. Giờ nó đặc chế là nhiều thứ lắm để có người ăn đó mà. Bánh mì chảo nè, à bếp. Bánh mì chảo giờ cũng thịnh hành lắm. Khu này là khu ẩm thực nha bà con. Khu ẩm thực Ngô Gia Tự quận 10, chung cư Ngô Gia Tự quận 10. Gọi là phố ẩm thực luôn á. Nè, quẹo bên đây nó cũng một đống nè. Đường này đường Hòa Hảo nè bà con. Đó, bà con có thấy chưa? Phố ẩm thực nè. Hồi xưa nó cũng có rồi nhưng mà không có nhiều dữ vậy đâu. Hồi đó là dọc dọc hai bên đây là đã có phố ẩm thực rồi. Nhưng mà bây giờ càng ngày nó càng nhiều. Phải nói là quận 10 là một cái kinh đô mà giờ là về phố ẩm thực về đêm nha bà con. Có, đó bên đây có. Đó, nói chung hồi xưa hai bên đều có bán phố, nhưng mà nó không có đông, ăn không có đông như dữ vậy đâu. Đó, mấy cái này là cũng đã có nè, hồi xưa có rồi. Bây giờ không phải là nhà mẹ nấu nữa. Yes. Bây giờ là nhà chồng nấu. Ồ, chồng nấu luôn hả? Quá dữ. Quá dữ, quá dữ. Đó, đây có xe hủ tiếu gõ nè bà con. Ba mẹ con cũng thường hay ăn lắm. Tầm buổi chiều nó bán. Cái khu này là duyên 90 á, ba mẹ con đi nhiều lắm. Ngay cái khúc này nè bà con. Đường này là đường Trần Nhân Tông nha bà con. Trần Nhân Tôn, Trần Nhân Tôn. Ra tới đây. Bên tay trái ba mẹ cò đây có một cái ngôi trường nè bà con. À, ở đây là có ngôi trường hình như là trường cao đẳng kinh tế là gì á, ba mẹ cò quên rồi. À, bà con cô bác còn nhớ hôm nay đây là hình như là trường công tác xã hội. Ba mẹ cò nhớ là như vậy. Còn đây là rạp, này là rạp Vườn Lài nè. À, đây là cái đập Vườn Lài. Rồi bên tay phải này là giày Ba Ta nè. Rồi đây là hãng giày Ba Ta trước năm 75 luôn nha bà con. Hồi xưa trước năm 75 á, khu này người ta gọi là xóm Bình Khang. Nơi đây là coi như là kế cái hẻm mà kế bên cái hãng Ba Ta là ngay khúc này nè bà con, ngay khúc này nè. Hồi xưa ở đây người ta gọi là chợ heo. À, là một cái ổ mà gọi là sau năm 75 á, nó nói chung là trước năm 75 và sau năm 75 luôn. Thì nơi đây cái hẻm này nè bà con. Đó, nơi đây là một cái nơi người ta gọi là ổ điếm lớn nhất Sài Gòn. Sau năm 75 thì người ta gọi đây là chợ heo. À. Rồi đến mãi đến năm năm 90 mấy á, thì nơi đây bắt đầu mới được dẹp sạch. Và bây giờ thì nó trở thành một cái khu lương thiện rồi. Chứ hồi xưa cái khu này ghê lắm. Bây giờ hồi đó hồi đó, trước năm 75 nơi đây cũng là một cái bến xe nha bà con. Đây là bến xe miền Đông nè. Cho nên ở khu này là cái khu mà gọi là phức tạp nhất Sài Gòn. Bà con cô bác sẽ không có ngờ rằng là cái khu này mà nó ghê lắm. Nó vừa bến xe mà nó vừa. Cho nên là nào là Ma Cô nè, rồi Bụi Đời nè, rồi Dân Gian Hồ Tứ Xứ nè. Trời ơi, tập trung về đây ghê lắm. Con đường này nè. Con đường này là đường Lê Hồng Phong. Hồi xưa trước năm 75 nó là Bê Trúc Ký. Rồi nói về cái vấn đề mà tại sao cái ổ điếm này nó có từ lúc nào thì thực sự là ba mấy con không có biết. Nhưng mà nghe nói là nó có từ thời mà thời quốc gia Việt Nam luôn rồi đó.
là thời mà thời ông vua Võ Đại mà còn làm quốc trưởng á, thời mà thời Pháp á. Đó, thời điểm đó là coi như là thời mà bảy diễn, là coi như là lúc đó là gái điếm mại dâm là coi như là công khai đó bà con, quá không Hùng Dương nè, rạp hát Hùng Dương. Đây đây là hồi xưa là bến xe nè. Rồi đến thời mà thầy đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa đó, thì xin thưa bà con có bắt là ông Diệm là ổng tuyệt đối là ổng cấm cái này nha bà con. Ông Diệm hồi xưa ổng khó lắm, ổng cấm sạch luôn, đừng có nói tin là mà gái điếm mại dâm nha bà con. Ta nói đến nỗi mà cái đó sàn nhảy mà ổng còn không cho mà. Cho nên thời điểm đó là tất cả các vũ trường mà coi như là đều phải đổi tên hết nha bà con. Cái thời ông Ngô Đình Diệm á, rồi đệ nhất Cộng Hòa đó, ta nói là vũ trường hay gì là đều bắt buộc là đều phải đổi tên thì mới hoạt động được. À, lúc đó đổi lại thành là phòng trà. Nhưng mà đến khi mà cái thời đó ổng làm nghiêm lắm, thời đệ nhất Cộng Hòa làm nghiêm lắm, không có cái chuyện mà gái điếm mà dâm đâu. Phát hiện được là ổng phạt nặng lắm. Nhưng mà đến thời mà đến ông thời mà không phải là đệ nhất Cộng Hòa nữa, mà thời mà cái trào của ông Diệm được lật đổ năm 63 xong rồi đó, từ năm 64-65, và lúc đó là bắt đầu Mỹ bắt đầu là đổ quân vào Việt Nam á, thì xin thưa bà con cô bác, thì lúc đó là bắt đầu phong trào mà coi như là mấy cái ổ điếm này bắt đầu nó hoạt động trở lại. Thì thời điểm đó thì thời mà đệ nhị Cộng Hòa đó thì cũng không ai cho hoạt động mấy cái này á. Nói chung là chỉ cái thời mà thời Pháp á, thời quốc gia Việt Nam á, đó, thì mấy cái này là mới gọi là công khai hoạt động thôi. Chứ còn mà thời đệ nhất Cộng Hòa, ơi đúng rồi, thời đệ nhất Cộng Hòa là cấm nè. Rồi thời đệ nhị Cộng Hòa khi mà Mỹ vào thì cũng có dung là không có cho phép. Nhưng mà nó cũng có một số các, nói chung là một số người mà coi như là mắt nhắm mắt mở. Rồi lúc bắt thì lúc thả, rồi nói chung là cũng lầm lơ, nhắm mắt mở, cho nên là hoạt động cũng bình thường. À, rồi cũng có những cái đợt mà chi quét thì nói chung là cũng có. À, nhưng mà càng quét thì nó càng mạnh, là vì là mình xử lý không có nghiêm. Rồi đến sau năm 75 thì nơi đây nó trở thành cái ổ, mà coi như là ổ khủng khiếp luôn. Rồi đây là đường Nguyễn Trãi nè bà con. Trời ơi, sau năm 75 là ngay cái chỗ mà cái xóm Bình Khang ta nói là khủng khiếp. Mà sau năm 75 mà không hiểu làm sao á, thì nói chung là nhà nước cũng không có cho hoạt động nữa, mấy cái đó là điều là trái phép hết. Nhưng mà cả thời điểm đó ta nói khắp nơi nơi là đều toàn là ổ điếm không, rồi giáp có. Nói chung là sau năm 75 rồi ta nói hả, là nơi nơi gái điếm không, khu nào cũng có bà con. Nó gọi là lúc đó nó không gọi là ổ điếm nữa, mà nó gọi là hành nghề mại dâm nhiều lắm. Và nó hình thành ra những cái khu có tiếng như là Cầu Hàng, rồi nói chung là chỗ nào, bất cứ chỗ nào, từ Cầu Móng cho đến thậm chí là trong công viên Tao Đàn cũng có nữa bà con. Công viên Tao Đàn nè, hoặc là công đường Viền Chân Công Chúa nè, trời, tao nói chỗ nào khắp nơi nơi, trời ơi, cái phụ nữ là hành nghề. Rồi sau này ba mươi cầu nhớ là đến năm thập niên là năm chín mấy á, là bắt đầu là thành phố bắt đầu mở một cái đợt gọi là cao trào, gọi là chi quét mạnh lắm. Thì tất cả các ổ điếm rồi gái mại dâm gì hàng loạt là bị dẹp. Thì lúc đó nó bắt đầu, ba mươi cầu nhớ không lầm, là đến năm chín mấy 2000 gì đó, khi mà quét mạnh rồi đó, bắt đầu là ổ điểm mà bắt đầu nó rút rớt vô, thì bắt đầu nó hình thành ra là mấy cái quán cà phê ôm đó. Thời điểm đó ta nói mấy cái phong trào mà thập niên chín mấy đó, coi như là trong nhà ngoài phố là có một câu gọi là gà móng đỏ đó. Ta nói là gái điểm nhiều lắm, ta nói ổ điểm nó tràn lan, đi đâu cũng thấy gà móng đỏ, cho nên phải đưa lên trịch luôn, là bà con có bác biết. Rồi bắt đầu sau này bắt đầu cái các cấp chính quyền bắt đầu cái quyết định là coi như là truy quét cho sạch, cho tận cùng luôn, quét sạch luôn. Thì bắt đầu
mới trả lại một cái sự mà coi như là trong sạch. Chứ hồi đó là đi đến tầm buổi tối như thế này là bà con của bác đi ra ngoài đường á, nhất là cái công viên Tao Đàn, nói chung đi đâu cũng vậy đó, bà con của bác thấy là gái đứng đường nhiều lắm. Ta nói thời đó khó khăn thì sao á, trời, ta nói ghê lắm. Rồi đến bây giờ thì xin thưa bà con cô bác là bây giờ ba mấy cậu không biết là cái nghề mại dâm này nó còn hay không. Hồi đó đó bà con cô bác biết không, nó có một cái trường gọi là trường phục hồi nhân phẩm. Những cái gái điếm, những cái gái mại dâm á mà bị bắt á là sẽ bị đưa vô cái trường đó đó bà con. Bây giờ thì cái trường này ba mấy cậu không biết còn không nha, nhưng mà không thấy nghe báo chí gì nói tới nữa. Nhưng mà hồi xưa là ba mấy cậu nhớ là có một cái trường mà gọi là trường phục hồi nhân phẩm gì đó, thì mấy cái gái điếm mại dâm hay là cái gì đó là bị bắt gái là đưa vô trường đó, rồi đưa vô đó thì dạy nghề, ba mấy cậu nhớ là như vậy, có dạy nghề nè rồi cái gì gì đó, nói chung là thiếu điều là giống như là ba mấy cậu đó nghĩ á, thiếu điều là giống như là đó là trại giam vậy đó. Đó vô trọng rồi bắt đầu bị giam trong đó thì sao á, bắt đầu đi học nghề, thì bắt đầu nhà nước dạy nghề cho mấy cái này để nó gọi là sau khi ra mà để hoàn lương. Thì cũng có những một số người sau khi đi vào cái trường mà phục hồi nhân phẩm đó xong rồi ra thì cũng làm lại cuộc đời đó, rồi nhưng mà cũng có một số là đi theo nghề cũ rồi sau đó lại đi vào trường đó nữa vậy đó. Mà trường đó thì không phải là trại giam nha bà con, mà nó giống như là cái trường phục hồi nhân phẩm, ba mươi còn nhớ trong đầu là như vậy, không nhớ kỹ lắm. Rồi con đường này là con đường Trần Phú nè bà con, hồi xưa nó tên là con đường Nguyễn Hoàng. Bà con ông bác mà về Việt Nam mà dám chạy xe được như ba mươi cầu khen hay á. Rồi sau này thì ba mấy cậu không biết là, nói chung á đã lâu lắm rồi đó, ba mấy cậu không thấy cái những cái tệ nạn mại dâm. Báo chí thì cũng đăng nó cũng có đó nhưng mà nó ít lại. Hầu như lâu lâu thì thấy phá được một cái động mại dâm ở đâu ngoài miền Bắc rồi, hoặc là ở đâu miền Tây hay là gì đó. Nói chung là bây giờ vẫn còn những cái hoạt động mại dâm, vẫn còn những cái tú ông tú bà, nhưng mà bây giờ nó không còn công khai giống như hồi trước nữa bà con. Nói chung là ba mấy con không nói là nó hết nha bà con, nó vẫn còn đó chứ không phải là không còn. Giống như nãy ba mấy con chở bà con cô bác đi qua con đường Nguyễn Chí Thanh đó, ba mấy con vẫn chỉ bà con cô bác được mà. Ở đây là ngã tư Nguyễn Tri Phương với Nguyễn Hoàng năm xưa nè, nhưng mà nó không hết, nhưng mà nó không còn cái công khai mà lộ liễu như hồi xưa nữa, và nó không có nhiều. Có thể là nó núp vô đâu đó, hoặc là nó có thể là nó rút vô đâu đó mình không biết, nhưng mà nó không phải đến nỗi mà cái như là hồi như hồi xưa mà bước chân ra đường vài ba bước là thấy, bước chân qua đường là vài ba bước là thấy. Đâu đó nó vẫn còn nhưng mà nó không nhiều thôi. Thì đó là cũng là một cái ba mấy cậu thấy đó là một cái điều mừng cho thành phố của mình đó. Rồi ở đây nè bà con, hồi xưa đây có cái building đó, một cái tòa nhà quân đội Mỹ thuê cho lính Mỹ ở nè đó, bây giờ làm cái lễ hội Tết Nguyên Tiêu nè, cái khu này trở thành một cái phố ẩm thực luôn rồi. Xin thưa bà con cô bác, ba mấy cậu lạng quạng là nhân cái dịp này xong là cái này là chắc nó mở luôn á bà con. Lễ hội Tết Nguyên Tiêu nè, xong bây giờ chắc để luôn quá. Hầu như là bây giờ là hàng loạt là Sài Gòn mình có những cái khu ẩm thực đó, thì hầu như là người dân nè, người ta đi ra, người ta mua sắm, người ta đi dạo khắp nơi nơi đều có hết. Rồi cái góc này nè, hồi xưa đó là rạp Lido. Con đường này đường Trần Xuân Hòa nè, đó là đường Châu Văn Tiếp đó bà con có bác thấy không, thấy Sài Gòn của mình đó. Cuộc sống người dân bây giờ nó cũng đỡ hơn hồi xưa rất là nhiều.
đỡ hơn vào những cái thời thập niên 80, 90 gì đó. Khi mà con người mà người ta bớt khổ hay gì đó thì cuộc sống người ta sẽ tìm đến một cái hướng mới. Và con đường này hồi đó trước năm 75 là tên là con đường Đồng Khánh. Wow, Sài Gòn, wow. Bên tay trái này bà con có thấy có một cái rạp. Rạp này tên là Rạp Lệ Thanh. À, Rạp Lệ Thanh nè bà con. Còn bên tay phải bà mới cầu đối diện qua Rạp Lệ Thanh, hồi xưa nó cũng có rạp cine nữa. Rạp này như rạp Tân Việt hay là gì đó, ba mươi cầu quên này. Rạp này nè bà con, Melody Club nè. Bà con có bác nào còn nhớ nhắc giúp ba mươi cầu vậy. Ba mươi cầu nhớ nó là tên Tân Việt á, mà không nhớ chính xác lắm. Còn đây là khách sạn Bát Đạt nè. Rồi qua đây là Essential, à, Thiên Hồng. Bên đây là chùa Bà Hải Nam nè, có cái trường Trần Hữu Trang, kem dừa Ba Gia Thái. Đường này đường Phụ Tổng Thiên Vương nè, đây là chợ này, chợ Xã Tây. Đây có nước mát Hồ Lô Vàng. Đặc biệt cái nước mát này là vui lắm bà con. Nó có hai loại, có ba loại luôn. À, có cái loại mà trị cảm nữa nha. À, đây là nhà hàng Ái Huê. Ngã tư được Triệu Văn Phục. Khu này bây giờ nó có một cái làng nghề gọi là rèn dao, à, mài dao mài kéo. Đây là quán trà sữa nè. À, bên đây là cảnh sát quận 5, công an quận 5. Hồi xưa đó là ti cảnh sát quận 5. Phố Đông Y. Rồi ra đây hãy đường Lãng Ông. Hồi xưa trước mặt bà con ở Bắc đây là cái tiểu đảo nè. Ta gọi là khu tiểu đảo. Rồi bây giờ mình đi về, dạo một vòng rồi giờ mình đi về nhà mình ngủ. Rồi sáng mai dậy ba mươi cầu chở bà con cô bác đi chơi tiếp nha. Giờ mình đi về. Ở đây có cái tiệm à phấn nè. Ba mẹ cậu cũng ăn vài lần. Đêm này là coi như là từ người bán cho đến người cứ nhún nhắc, đúng lắc, nhún nhắc, nhún nhảy. Đặc biệt là dưới mỏ giống như nhặt sàn vậy đó bà con. Nhún nhảy, nhún nhảy, nhún nhảy. Rồi đây là cái cầu Trà Và.
Thưa bà con cô bác, bên tay phải là vườn Rubensel, hồi xưa đó là cái bến xe, bến xe Cần Giuộc hay là bến xe quận 8 cũng được. Còn bên tay trái của ba mẹ trò đây nè, thì ngay đây nè, nhà sách Lý Thái Tổ á, hồi xưa đó là rạp Phi Long. Nó có một cái ngôi trường nữa bà con, trường đó tên là trường Lý Thái Tổ. Rồi đằng kia đó là chợ Súng Củi. Mình quẹo xuống đây. Rồi mình quẹo qua đây, con đường này người ta gọi là con đường Cao Xuân Dục. Cao Xuân Dục. Con đường Cao Xuân Dục này xin đưa bà con cô bác, trước năm 75 nó có tên là con đường Cần Giuộc. Con đường Cần Giuộc là con đường này nè bà con. Rồi bên tay trái và mình gọi đây là trường Súng Củi. Ngày mai mình đi khu Súng Củi được không bà con? Lâu đó rồi mình chưa đi quận 8 ha. Để cái gì ngày mai ba mẹ cô quẩn quẩn chở bà con cô bác đi ra cái khu này ban ngày. Nơi đây hồi xưa là có mấy cái tiệm nước nè. Cái tiệm mắt kính này hồi xưa cũng là tiệm nước nè. Lâu rồi mình chưa đi quận 8. Để mai ba mẹ cô sẽ tập trung đi quận 8 cũng được. Ngày hôm qua có một người hỏi ba mẹ cô biết cái đạo gì hồ bơi Hòa Bình hay gì đó, rồi cầu Nhị Thiên Đường gì đó. Thôi mai ba mẹ con sẽ chở bà con cô bác đi quận 8 với lại cái khu cầu Phú Định này cũng được. Rồi đường này là đường Tùng Thiện Vương. Thôi ba mẹ con xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các cô, chú, anh, chị và các bạn vào video lần sau. Bye bye. Mình là Lê Thanh Đức Hưng, biệt danh là Ba Michael. Cả nhà nhớ bấm subscribe ủng hộ kênh mình nha. Bye bye, tạm biệt.